Tiến xin chào mấy anh em nha. Hiện tại Tiến đang ở có mặt ở quốc lộ 51 để mà hướng về Bà Rịa Vũng Tàu, hải công hàng ở cảng quốc tế cái mép thì phải nha mọi người. Tiến sẽ quay lại chia sẻ mấy anh em cách hạ công hàng. Thì Tiến vừa ghé hồ chứa gõ xong rồi sẽ đi một vòng thăm giỏ. Phía trên kia là nhà Tiến nha ha. Tiến đi ngang nhà luôn, sẵn ghé tắm rửa với ăn hủ tiếu. Thì cái mép này mình xem mình đi thẳng hướng quốc lộ mố, mình gặp cái ngã ba cái mép thì mình sẽ quẹo vào đi thẳng và thẳng riết luôn, thì mình sẽ tới cảng cái mép. Mình hành trình nha mọi người. Hạ hàng cái mép thì lấy động cái mép luôn. Thì cái động cái mép này thì lâu lâu mấy anh em tài xế mới lấy thôi, thì Tiến sẽ quay cho anh em cách tới rộng ở cái mép luôn nha mọi người. Mấy anh em mà đi xuống tới mà ngay chỗ cái nhà thờ sông Vĩnh này nha mọi người ha, là gần tới rồi đó. Chạy khoảng 50 mét nữa tới ngã ba mình quẹo bên tay phải vào là tới nha mọi người. Mấy anh em lưu ý nha, hướng từ Sài Gòn mình tới ngay nhà thờ sông Vĩnh, qua nhà thờ trong Phỉnh gặp cái ngã ba mình phải vào là tới đường vào cảng cái mép. Ngã ba đầu tiên nha mọi người, cái quẹo vào phía trước là tới cảng cái mép thì phải nha mọi người. Có cái bảng để là cảng đăng cảng cái mép thì phải, sẽ quẹo vô mình sẽ làm thủ tục. Giờ tới cổng thì mình sẽ đưa chứng minh cho bảo vệ mình đăng ký vô nha mọi người. Mình sẽ đi vào kiểm công, mình sẽ chạy vô ngay chỗ cái len mà mũi tên màu xanh lá cây nha mọi người ha, là cái len nó đang mở ra, còn những cái đèn đỏ này là nó ngưng hoạt động rồi. Còn thường mấy cảng dưới khu vực cái mép này chưa khai thác hết công suất nha mọi người ha, tương lai cái mép này sẽ rất là đông nhộn nhịp nhiều ha, do giao thông mà đang đầu tư rất là mạnh mẽ ở khu vực xuống cái mép này để mà giảm áp lực ở các cảng quanh thành phố Sài Gòn nha mọi người. Đây là cái phiếu đăng ký làm hàng nha mấy anh em. Cái phiếu này thì chủ xe sẽ in sẵn cho mình. Bây giờ mình chỉ điền ghi số xe số 1 vô để mà mình đưa cho anh kiểm công đóng dấu rồi mình vô làm thủ tục. Sẽ ghi số xe. Sẽ lên cái ô văn phòng mình làm thủ tục nha mọi người. Thì cái tờ giấy này chủ yếu là cái chỗ thương vụ ta sẽ vẹt cái mã vạch này nè. Quẹt thời buổi bây giờ là đóng tiền trên mạng hết rồi. Đây mấy mã vạch cái mã số đóng tiền này nè. Ta rà cái là ra phiếu cho mình nè. Sẽ in ra cái vị trí của Tiến là H5O28 nha mọi người. Giờ Tiến sẽ vô Tiến hạ đúng cái vị trí đó. Thì Tiến sẽ không có quay với trong khuôn viên trong nha mọi người ha, cũng hạn chế quay. Bây giờ mình hạ xong mình chạy ra thôi. Ở cái vị trí ô thì sẽ ghi cảng sẽ vẽ dưới đất nha mọi người ha. Từ hoài mình vẽ theo số tự từ nhỏ tới lớn. Bây giờ cậu đang lại hạ ngay ô 28 nha mọi người ha, đang chạy lại. Giờ mình lấy chứng minh xong thì mình ra an toàn nha mọi người. Giờ Tiến chạy ra ghé chỗ
Minh Nhật. Đấy mà in cái lệnh nha mọi người. In cái bút và lấy rộng. Cho bên đây là cảng quốc tế Semit nha mọi người. Đối diện Semit là văn phòng Minh Nhật. Chỉ sẽ vô in hai cái file. Zalo Nguyễn Kim Tiến á vậy. Đây là hai bút lấy còng đêm nay nhưng mà giờ Tiến sẽ lấy quanh ở cái mép trước. Lấy che Tiến. Một cái là rồi, cảm ơn chị ạ. Cái là đây che Tiến cái mép bây giờ Tiến lấy, bây giờ đây là cái lấy ở quanh hai, lấy ở phút sừng đội bộ như vậy ha, tôi sao chứ sẽ lấy. Qua thì mình sẽ vô cái cổng dưới đây nha ha, cổng TCTT có để bảng ngay tòa nhà 9 tầng. Anh em lưu ý nha, mình chạy cái cổng ngay tòa nhà 9 tầng là cổng lấy rộng. Cái văn phòng điều độ nằm ngay đây luôn nè, cái văn phòng container màu xanh á, vô mình là hủ tục ngay đó luôn. Mình sẽ xuống mình xuất trình chứng minh cho bảo vệ. Thì đóng tiền xong mình ra phiếu vàng nha, mình đi gặp xe năng. Phiếu vàng này xíu mình lấy công xong mình sẽ ghi cái số công vô phiếu vàng này, mình làm hủ tục về. Đâu hồi Zalo Tiến lấy cái con dưới đất nha mọi người ha. Tại Tiến lấy đóng hàng khó nên mình vô mình nói chuyện mấy anh xe năng cho đó tử tế với mấy ảnh. Thì anh sẽ lựa cho mấy con đẹp rồi gấp. Thì con dưới rất là đẹp nha mọi người. Đảo một con. Thì Tiến sẽ lên xe quay đầu. Sẽ ghi số công vô làm thủ tục nha mọi người. TGCU 021 6386. Đây ông ghi số xe vô. Tài khó ghi em mấy nè, chia sẻ thực tế em mấy em xem này nó hơi rối rối. Vừa làm thủ tục xong nha mấy anh em. Bây giờ Tiến đi về lấy siêu với cái hóa đơn này với em vậy. Thì clip này Tiến chia sẻ hạ hàng ở cảng cây mép và lấy rộng cái cây mép. Mong anh em ủng hộ kênh cho Tiến và hỗ triển ha. Thì chúc anh em có một buổi tối vui vẻ ha, thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nha mọi người. Tạm biệt mấy anh em nha.